Bây giờ mình sẽ chia sẻ anh em cái quy trình để anh em rửa khoan động cơ như nào cho nó hiệu quả và an toàn nhất. Thì mỗi một dòng xe thì cái thiết kế khoan động cơ, các phần bố trí, các cái vị trí nó khác nhau hoàn toàn. Đó, thì thường thường để mình rửa khoan động cơ thì nó sẽ có rất nhiều quy trình rửa khác nhau. Một, anh em rửa bằng hơi nóng, rửa bằng nước lạnh. Thì đây mình đang rửa nước lạnh. Thì để rửa nước lạnh được thì khi cái xe động cơ của mình để muốn rửa lạnh được ấy thì phải để cái nhiệt độ động cơ nó phải nguội rồi mới xịn được. Tại vì cái động cơ sản xuất ra để chịu nhiệt không phải chịu lạnh. Nếu anh em khi xe mới vào động cơ đang nóng, anh em mà xịt trực tiếp vào trên động cơ nó sẽ nhiệt độ sẽ giảm đột ngột. Giảm đột ngột nó sẽ rất dễ bị vênh mặt máy và cong hệ thống tay biên. Đó. Thì anh em lên để máy nó nguội một chút anh em làm. Cái thứ hai là gì? Khi để trước khi rửa động cơ thì anh em lưu ý cho mình những cái bộ phận cần che chắn, ví dụ như cổ hút gió động cơ. Cổ hút gió động cơ nó ngửa ở trên bắt buộc phải bịt cổ hút gió động cơ lại. Hộp đen mình phải bịt lại, và cái phần nữa là hộp cầu chì mình phải bịt lại. Đấy, thì mình phải che chắn những cái chi tiết vào để tránh nó nước nó vào, nó sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái hệ thống CV của cỏ xe và báo lỗi. Tiếp tục đến nữa là khi mình làm ấy thì đây là cái phần bộ mặt cái nhựa để che cái bộ phận chế điện. Thì khi rửa lạnh thì phần này mình chưa nên làm vội, mình chưa nên tháo ra vội. Chốc mình làm gần xong thì mình bỏ ra, mình xịt xong cái là mình xì khô luôn. Tránh những dòng xe đời cao nó không sao, nhưng dòng xe đời thấp nó rất cái răng nghiếc lâu ngày nó bị lão hóa nó kém rồi. Khi mình mở ra anh em xịt vào không ý để nước lâu quá nó sẽ bị vào bộ chế điện thì nó sẽ bị bỏ máy. Khi anh em làm để xuống cách xa cho mình tầm khoảng 35 đến 40 cm, không để gần vào nhá. Để gần vào rất dễ nó bị vào các phần chi tiết này. Bật máy cho anh. Đó, anh em lưu ý này, khi mình rửa bằng nước lạnh nhá thì anh em lưu ý xịt toàn bộ cho mình cái phần lắp cabo trước và toàn bộ cái phần máng mưa, các phần chi tiết điểm xung quanh mình làm trước. Đó, và hai cái trụ của cái phần giảm sóc mình xịt trước, còn toàn bộ phần bề mặt này mình chưa làm vội, mình làm đâu mình làm cuốn chiếu đấy thì nước nó không bị đọng trên bề mặt quá lâu. Khăn mình che phủ kín trước bề mặt trước nhá. Để khi mình làm mình dựa vào nó không bị xước cái phần bề mặt xe của khách hàng. Ok, mình cho dung dịch này. Mình sẽ đều lên bề mặt này. Để cho anh em sẽ đều lên rồi, sau đó mình dùng bàn chải mình đánh đều này. Cái là anh em cho dung dịch đều liên tục nhá, để cho nó không bị khô nhá. Làm động cơ thì mình nên làm đâu cuốn chiếu đấy. Làm từ trên xuống dưới nhá. Đây nhá, khi mình làm xong rồi, bây mình kiểm tra, mình lau đi, mình kiểm tra xem còn phần nào bẩn thì mình tỉa lốt. Còn khi sạch rồi thì không phải tỉa lại nữa. Mình lau để làm gì? Khi mình làm xong mình lau luôn, thì quy trình rửa máy nó sẽ rất là lâu. Mình tỉa xong mình lau luôn thì nó khô, chốc nữa khi mình làm xong nó không bị khô cháy nước lại. Thì mình không phải xử lý lại nữa. Hiện tại như là mình đã kiểm tra đã sạch ok rồi, đúng chưa? Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang làm tiếp tục phần quần lại là phần mặt trước của mặt ca lăng, được chưa? Mặt trước mặt ca lăng. Tiếp tục mình lại sử dụng tiếp dung dịch thôi và mình làm. Anh em cứ xịt đều và chia dung dịch đều lên trên bề mặt, đánh sạch. Đánh kỹ nhá. Rửa máy anh em cứ làm đúng quy trình anh em làm thôi thì nó rất là đơn giản. Làm từng bước một, làm từng phần một, làm đâu sạch đấy. Không làm nhanh được nhá, làm rửa máy mình phải làm kỹ, làm cẩn thận nhá. Đừng làm nhanh làm ẩu là không được đâu. Và nó sẽ không an toàn cho anh em khi anh em làm. Khi mình kiểm tra hết các cái chi tiết mình làm cái phần mà mình đang làm thao tác dở mình sẽ làm hết. Khoảng cách xa xuống đây nhá, tất cả xuống anh em để xa lên để gần nhá. Đây nhá, khi mình làm xong rồi mình lại kiểm tra tiếp xem các phần máy thì mình không lau nhá, mình kiểm tra luôn xem là nó còn bẩn phần nào hay không. Các chi tiết mà đã sạch rồi là ok, được chưa? Vậy anh em quay vào xịt toàn bộ bề mặt trên trước. Nhưng mà lưu ý khi xịt luôn luôn phải lưu ý trong đầu là để xuống phải để xuống xa, không để xuống gần quá, tại vì áp lực nhiều khi nó mạnh mình để gần nó sẽ rất dễ bị, tại vì áp lực mạnh nó sẽ rất dễ bị ảnh hưởng đến các phần chi tiết. Đó, bây giờ mình xịt tiếp này, phần bề mặt trên trước này, bật máy.
trong. Thì bây giờ mình nhìn này, mình nhìn các phần bề mặt rộng đã sạch rồi, đúng chưa? Bây giờ mình sẽ dùng súng mình xịt vào các chi tiết ở bên dưới. Nào. Tất cả những ống cao su thì mình lại không thể dùng bằng chổi, bằng mặt chải mình làm được, đúng không? Thì cái ống cao su thì mình sẽ làm bằng cách nào? Tại vì những cái phần dưới này mình không thể dùng bằng mặt chải mình làm được, mà mình sẽ dùng bằng cái miếng vuốt mình chuyên dụng để mình vuốt. Vệ sinh này, các cái ống cao su này, đây là miếng vuốt ống động cơ. Miếng này nó chuyên sử dụng để vuốt những cái ống cao su như này. Mình xịt dung dịch đều lên trên bề mặt và mình vuốt cái ống cao su. Cái này thì nó rất là sạch các cái ống cao su như này. Cái ống nó tròn mà, ống tròn thì mình không thể đưa chổi vào các cái chi tiết đây được. Những ống cao su như này thì mình dùng mình vuốt, vuốt bề mặt dưới như này. Bây giờ mình cứ nhìn thôi, ví dụ như mình làm này thì chia ra anh em nào làm chuyên ống cao su thì cứ nhìn cái ống nào tròn thì mình vuốt. Hơi tối, nó phải có đèn chuyên dụng riêng. Đó. Còn đây là cái chổi, chổi khe kẽ để mình luồn các cái chi tiết nhá. Anh em luồn các cái chi tiết mà nó sẽ là cái góc góc nhỏ thì mình sẽ luồn vào mình làm. Góc nhỏ thì mình làm. Có rất nhiều góc nhỏ mình không thể đưa cái chổi và bàn chải vào được thì mình sẽ dùng những cái chổi can dài chuyên dụng này để mình làm. Để những cái mặt đằng trước như này là các cái phần chổi này nó sẽ rất có tác dụng này. Đó, khi mình làm sơ lược rồi nhá, thì anh em cần dùng súng mình bắn tỉa qua trước để mình kiểm tra lại các phần bề mặt nó đã được ok hay chưa. Đây là cái bộ chia điện này, thì anh sẽ xịt bộ chia điện luôn, anh sẽ xịt rất là lướt nhanh luôn nhá. Rồi, bật máy giúp anh ạ. Thế bây giờ mình kiểm tra lại xem là đã sạch sẽ hay chưa. Ok chưa? Lấy cho anh một cái xì khô luôn. Một cái xì khô. Lưu ý nhá, cái phần bộ chi điện này này, anh em làm xong rồi được chưa? Làm xong rồi mình xì cái bộ chi điện luôn. Bây giờ anh em lưu ý nhá, khi mình đã rửa toàn bộ xong hết các chi tiết ở động cơ rồi thì mình kiểm tra xem là đã còn sạch bẩn hay không. Thì khi đã sạch ok tất cả các chi tiết, các khe kẽ rồi thì bây giờ mình cần vệ sinh lại một lần cuối cùng bằng cách mình xịt qua một lượt cái dung dịch bọt lên để nó trôi hết những cái dung dịch nó còn bám ở trên bề mặt đi nhé. Thì mình sẽ xì khô lại toàn bộ hết, sau đó mình quay vào mình dưỡng là xong. Và quan trọng hơn nữa là tại sao anh lại xịt bọt một lần lên? Xịt bọt lên thì toàn bộ những cái phần dung dịch hoặc là những cái cặn bẩn nó còn thì nó sẽ cùng với cả dung dịch nó sẽ kéo đi hết luôn. Thì cái động cơ mình nó sạch hoàn toàn tất cả chi tiết luôn. Tất nhiên là cái quy trình mình làm mình không cho bọt lên bề mặt mình cũng ok, mình cũng có thể mình dưỡng được. Nhưng đối với anh thì anh kỹ hơn một chút nữa, anh cho bọt lên một lượt để còn lại những cái dung dịch mà khi mình xịt ấy nó không hết được cái lượng dung dịch đi. Và cái một phần nữa là còn cát bẩn trên bề mặt, nó sẽ cuốn cùng với dung dịch nó sẽ trôi hết sạch đi luôn. Thì bề mặt máy của em sờ nó sẽ quát kẽn, không có một chút nào cả. Em thử sờ thử xem, nó không còn một chút nào liên quan đến dầu mỡ hoặc là dung dịch gì trên nữa, đúng không? Bây giờ mình xì khô là xong. Cái bộ chia điện này anh em nhớ làm xong phát xì khô bộ chia điện luôn nhá. Bộ chia điện là bộ làm cuối cùng. Khi mình làm xong rồi ấy, thì toàn bộ bề mặt đã sạch xong hết rồi. Nhưng khi mình không dưỡng lên thì những ống như da nhựa, ống cao su, những cái bề mặt nhựa này, lốc máy này, thì khi em đi một thời gian ấy, nó sẽ bị rất dễ bị lão hóa. Còn những cái lốc máy lâu ngày nó sẽ bị han toàn bộ hết lốc máy. Lớp bảo dưỡng lên gì? Dưỡng lên thứ nhất là mình cấp độ ẩm vào cái da nhựa cao su, tránh cái hiện tượng là bị lão hóa.
Và cái phần lốc máy thì khi có bẩn nó bám vào bề mặt thì nó bám vào cái lớp dưỡng này, nó không bị han gỉ cái phần lốc máy của mình. Đấy, thì đấy là những cái ưu điểm của cái dưỡng. Thì bắt buộc khi anh em làm xong, anh em đều phải dưỡng lại hết cho anh nhé. Tất cả anh em phải dưỡng lại hết tất cả các chi tiết trong nội thất xe. Mình lau qua một lượt hết đi cho nó khô hết các cái đi. Dưỡng này khoảng bao lâu rồi dưỡng lại? Thật ra nếu để mà như xe ở Việt Nam mình, cái đường xá Việt Nam mình nó bẩn ấy, và nhất là các dòng xe mà gầm nó thoáng như này, thường thường mình cứ tầm 3 tháng mà mình đi những đường phố cũng sao nhá, nhiều khi vào vùng quê nó đã bụi lên rồi, thì cứ tầm 3 tháng 6 tháng mình nên bảo dưỡng lại một lần. Thật ra như này nhá, em vào em xịt qua cái nó đã sạch ngay rồi, sau đó em chỉ dưỡng lên phát là sau nó chỉ bám vào lớp bẩn lớp dưỡng của mình thôi mà. Đấy, xong khi mình xịt dưỡng đều lên, mình lau đều hết một lượt đi cho nó thấm sâu vào bên trong cái lớp da nhựa cao su của mình. Cái này thì những cái xe như nào thì mình đi lông ấy. Ví dụ những cái xe là cổ hút gió nó ngửa ra đằng trước đấy, hoặc hộp đen nó nằm ngay bề mặt trên này, nhưng mua nhiều bề mà con hộp đen nó nằm bề mặt dưới thì không cần, và hộp cầu chì nữa. Cái nhiều con nằm hộp ở dưới mình không nhìn thấy, hộp đen mình không cần phải che được. Hộp cầu chì thì mình che hộp cầu chì vào, chỉ ba cái đấy là mình cần nên che thôi. Và bộ chi điện, anh em lưu ý là bộ chi điện đừng bao giờ xịt thẳng vào bộ chi điện. Khi nào mình làm gần xong mình xịt bộ chi điện xong là mình quay vào mình làm khô luôn, thì nước nó không bị bám vào bề chi điện em. Cái phần động cơ thì anh cũng vừa có rửa sạch toàn bộ cái xe động cơ xe này, thì em cũng là người cảm nhận ngay từ lúc ban đầu tiên mà xe vẫn đang trong quá trình rất là bẩn, đúng không ạ? Thì sau quá trình rửa thì em thấy trong thời gian vừa rồi rửa mất tổng khoảng bao nhiêu phút cái động cơ xe này? 20 phút. Thì em cho anh cảm nhận là khi bắt đầu mà cái xe vẫn đang bẩn này, sau đến cái thời điểm là hiện tại đã sạch sẽ xong hết rồi, thì em thấy cái quy trình rửa động cơ như nào? Em có thấy hài lòng với cái quy trình rửa như này không? Em thấy hài lòng mà nhanh và sạch sẽ. Em nhìn các chi tiết còn cái phần nào mà chưa ok không? Tương đối là sạch sẽ. Thật ra thì những cái chi tiết từ những cái phần bề mặt lắp cabo đến các phần máng mưa, đến các cái chi tiết bề mặt trên đến bề mặt các khe kẽ, thì mình đều có những cái dụng cụ để mình hỗ trợ vào cho quy trình làm như này, thì nó sẽ đáp ứng được cho mình công việc mình làm rất là nhanh và hiệu quả. Nhưng cái quan trọng nhất là mình làm nước lạnh này thì mình cần phải để ý hơn vấn đề về kỹ thuật làm, từ những cái tia áp lực súng mà mình xịt vào bề mặt mình để khoảng cách như nào hợp lý. Ví dụ như cái bề mặt mà nó là cái bộ chi điện thì mình nên để khoảng cách càng xa càng tốt, mình chỉ cần hơi nó vào quay vào là chính thôi. Còn những cái khe kẽ mà như cái phần điểm dưới khoang dưới động cơ như này, các khe kẽ mà bề mặt lốc máy thì em có xịt vào thoải mái. Còn những cái bề mặt mà ví như các cái phần còi này, hoặc là những cái phần chi tiết như các cái rắc điện như này, thì mình nên để khoảng cách nó xa ra. Đấy là những kỹ thuật mình làm, thì mình nên cố gắng làm đúng cái kỹ thuật cho anh. Thì em cũng nhìn thấy quy trình làm nó cũng khá là đơn giản và nó cũng không có gì phức tạp, đúng không? So với cái những cái em xem ở trên YouTube mấy cái thực tế này thì em thấy thế nào? Em thấy nó cũng đơn giản. Đơn giản đúng không? Quan trọng là mình hướng dẫn trực tiếp nhau thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Ok, thì cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay về cái chia sẻ về quy trình rửa khoan động cơ bằng nước lạnh. Thì mọi người muốn học về quy trình về rửa động cơ nước lạnh và học quy trình lau xe, người có thể gọi điện trực tiếp cho mình theo số này trên clip, hoặc có thể comment trực tiếp số tại bên dưới để mình tư vấn hỗ trợ báo giá cho anh em những khóa học nào nó cấp tốc nhất và hiệu quả nhất cho công việc anh em làm cho lau xe. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin hẹn gặp lại anh em ở video sau.